Bây giờ chúng ta đi định nghĩa số nguyên tố. Số nguyên tố. Nguyên tố là những số số chỉ chia hết cho một và chính nó. Cho một và chính nó. Hoặc chúng ta có thể hiểu rằng là nó chỉ có hai ước. Chỉ có hai ước. Bây giờ chúng ta có thể lấy ví dụ về các số nguyên tố. Ví dụ như số 2 là số nguyên tố, bởi vì 2 chỉ chia hết cho 1 và 2. Số 3 là số nguyên tố, bởi vì 3 chỉ chia hết cho 1 và 3. Số 5 là số nguyên tố, vì 5 chỉ chia hết cho 1 và 5. Số 7 là số nguyên tố, vì số 7 chỉ chia cho 1 và 7. Số 11, 13, 17, vân vân là các số nguyên tố. Các số nguyên tố. Ở đây thầy còn lưu ý thêm. Số 2 là một số nguyên tố rất là đặc biệt. Bởi vì 2 là một số nguyên tố duy nhất là một số chẵn. Bởi vì sao? Bởi vì giả sử còn một số nào đó là số chẵn bằng nguyên tố thì số đó chắc chắn nó chẵn rồi, nó phải chia hết cho 2. Vậy số đó vừa chia hết cho 1, vừa chia hết cho 2 mà lại vừa chia hết cho chính nó nữa, cho nên nó có 3 ước, cho nên nó không phải là số nguyên tố. Vậy 2 là số chẵn duy nhất nguyên tố. 2 là số chẵn nguyên tố duy nhất. Duy nhất. Vậy chúng ta có duy nhất một số nguyên tố chẵn là số 2.